Thưa quý vị, phân loại rác thải, công việc tưởng như rất đơn giản nhưng lại khó triển khai, xuất phát từ thói quen của nhiều người. Từ đầu năm thì Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã thí điểm 4 xã hướng dẫn hội viên phân loại rác thải tại nguồn, trong đó khuyến khích người dân tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Được Hội Nông dân hướng dẫn, từ tháng 2 đến nay, ông Hoàng Văn Đa ở xã Thượng Mỗ đã hình thành thói quen phân loại rác thải hàng ngày. Rác thải hữu cơ được gia đình mang ủ lấy phân bón cho vườn bưởi. Rác vô cơ thì thu gom đúng nơi quy định, vừa sạch nhà, đẹp ngõ mà cây cối lại tốt tươi. Rác thải mà phân hủy được thì tôi để riêng. Với cái quen thói mà không phân hủy được thì riêng. Từ cái hồi mà tôi ra cái xưởng đấy, cái đời sống, mà cái đời sống của nông thôn được hiện nay của thôn chúng tôi ấy, nó có bảo đảm, mà có sạch sẽ và có khỏe mạnh hơn nhiều. Xã Thượng Mỗ có 8 thôn, thì 3 thôn đã triển khai làm điểm mô hình phân loại rác hữu cơ, một ngõ làm điểm phân loại rác thải tại nhà. Từ chỗ e ngại lúc ban đầu, đến nay người dân ai cũng hào hứng bởi những lợi ích của mô hình này. Sau khi chúng tôi triển khai sâu rộng đến nhân dân, nòng cốt là Hội Nông dân, thì nhân dân rất hưởng ứng cái việc này. Và chúng tôi cũng đang có cái tâm đắc là thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng trong thôn xóm luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu ích nữa là bón được cho cây trồng rất tốt để đảm bảo cái năng suất và cái sản phẩm sạch cho nông dân. Hội Nông dân xã cũng đã triển khai phân loại rác tại nhà, nhưng mà các bác phân loại rất tốt rồi, nhưng cái vấn đề đầu ra là đổ rác thì lại lúc đổ thì đổ tập trung, không phân loại rác được, cho nên rất kiến nghị với các cấp trên là cũng phải có cái biện pháp mà để xử lý rác sau khi thu gom rác tại các hộ gia đình. Từ kết quả triển khai thí điểm tại 4 xã, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đang đánh giá để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, phấn đấu đến năm 2025, 100% hội viên nông dân thu gom và phân loại rác thải tại nguồn. Đẩy mạnh tuyên truyền nói vậy thôi, chỉ một đơn vị nông dân chúng tôi nó nhỏ nhoi, nhưng mà nếu để nhân rộng trong toàn thành phố Hà Nội hoặc là toàn quốc thì phải có đẩy mạnh công tác truyền, đặc biệt là các cấp ủy chính quyền tham gia phối hợp thì mới làm được. Phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng con đường hoa, những bức tường bích họa, các phong trào bắt nguồn từ một vài địa bàn đơn lẻ, sau đó được nhân rộng toàn địa bàn, thu hút cả cộng đồng tham gia. Điều này cũng lý giải vì sao Đan Phượng đang dẫn đầu thành phố về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.